Cả xã An Dân hiện có khoảng 30 hộ gia đình với trên 100 lao động tham gia sản xuất thúng chai. Bình quân mỗi ngày có thể sản xuất được 50 sản phẩm thúng chai nhưng vẫn không đủ bán, phục vụ nhu cầu của nhân dân ở các vùng thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão. Như vậy, thúng chai từ chỗ là sản phẩm phục vụ ngư dân đánh bắt thủy sản, giờ đây đang trở thành công cụ tiện ích để di chuyển ở vùng lục lội trong mùa mưa bão. Nhờ sản phẩm tiêu thụ nhanh nên nguồn thu nhập của lao động tham gia sản xuất thúng chai cũng tăng đáng kể. Đối với lao động chính, bình quân mỗi ngày có thu nhập từ 160.000 đến 180.000 đồng. Còn lao động làm những công việc nhẹ và chỉ dành cho phụ nữ, người già hoặc trẻ em như trẻ nang, vót nang, đan phên cũng có thu nhập mỗi ngày từ 80 đến 100.000 đồng. Trước đó, nhiều sản phẩm thúng chai an dân đã được xuất sang thị trường Thái Lan, phục vụ nhu cầu người dân vùng lũ lụt và các điểm du lịch.